Chào mừng các bạn đến với bản tin thể thao của Mo38.com. Dáng dấp nhà vô địch Việt Nam tại AFF Cup. Giành chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Lào trong trận ra quân ở AFF Cup năm 2018, đội tuyển Việt Nam cho thấy dáng dấp của nhà vô địch. Được sự tiếp sức của hàng ngàn cổ động viên Việt Nam trên sân vận động quốc gia Lào, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã giành chiến thắng trước đội chủ nhà với tỷ số 3-0 ở trận ra quân AFF Cup 2018. Qua đó tạm thời dẫn đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Sudhamurthy của đội tuyển Lào cho biết: "Chúng tôi thua đơn giản vì Việt Nam là đội bóng mạnh. Họ là ứng cử viên đăng ký cho chức vô địch AFF Cup năm 2018. Tôi không trách các cầu thủ vì họ đã thi đấu hết mình ở trận đấu này." Những lời có cánh mà huấn luyện viên đội tuyển Lào dành cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn toàn không phải lời khen xã giao. Đây là sự thừa nhận của một bại tướng trước đối thủ của mình và nó rất đáng được tôn trọng. Những con số không hề biết nói dối. Trong 90 phút tranh tài trên sân vận động quốc gia Lào, đội tuyển Việt Nam thể hiện sự áp đảo tuyệt đối khi kiểm soát bóng 84%, tung 12 cú dứt điểm, 6 cú sút đi trúng đích, ghi được 3 bàn thắng. Mặc dù chưa áp đảo đối thủ nhưng cần phải thừa nhận đây là trận đấu rất khó khăn của đội tuyển Việt Nam khi mà đội tuyển Lào chủ động dựng xe buýt trước khung thành của thủ môn Pachel. Ngay khi dẫn trước đối thủ ở phút thứ 11 sau pha lập công của Công Phượng thì đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng không hề dễ chơi khi Lào kiên quyết không dừng đội hình. Thậm chí họ tỏ ra đáng gờm trong những pha phản công nhanh và ở thời điểm huấn luyện viên Sudhamurthy của Lào cho rằng đội bóng của ông tiến gần tới việc san bằng tỷ số thì đội tuyển Việt Nam lại có bàn thắng thứ hai do công của Anh Đức cũng sau một pha chớp thời cơ rất nhanh. Hai đòn chí mạng mà Công Phượng và Anh Đức dành cho đội tuyển Lào khiến tinh thần của đội bóng đất nước triệu voi giảm sút rõ rệt. Do đó, việc họ vào lưới nhận bóng lần thứ 3 trong hiệp 2 là điều dễ hiểu. Cái được nhất không phải nằm ở tỷ số mà chúng ta đã biết cách giải quyết tình thế. Ở những thời điểm khó khăn, các học trò của thầy Park đã tận dụng rất tốt những cơ hội dù là nhỏ nhất để trừng phạt đối thủ. Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam từng nhiều lần gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường vì không biết chắt chiu những cơ hội và thường bị cóng ở những thời điểm nóng của trận đấu, có đó dẫn đến những bàn thua đáng tiếc. Do đó, những gì mà Công Phượng và các đồng đội làm được ở trận Lào là một dấu hiệu tích cực. Ở thời điểm này còn quá sớm để nói về chức vô địch AFF Cup vì đây mới là trận ra quân. Mặc dù vẫn còn những vết gợn sau trận thắng Lào khi các cầu thủ chơi thiếu tập trung ở thời điểm cuối trận. Tuy nhiên, nhìn vào toàn bộ màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trên sân vận động quốc gia Lào, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho thấy dáng dấp của một nhà vô địch. Martial được gọi lại đội tuyển Pháp. Tiền đạo Anthony Martial được huấn luyện viên Didier Deschamps triệu tập sau những màn trình diễn ấn tượng cùng Manchester United gần đây. Hồi đầu mùa, Martial rất hiếm khi được vào sân bởi hành vi thiếu kỷ luật trong đợt sút đấu mùa hè năm 2018 vừa rồi. Đó cũng là lý do khiến tiền đạo 22 tuổi không được huấn luyện viên Didier Deschamps đón hoài trong những lần tập trung đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, chứng kiến những màn trình diễn ấn tượng của Martial trong những trận đấu gần đây cùng Quỷ Đỏ, Didier Deschamps đã quyết định gọi lại ngôi sao trẻ này trở lại đội tuyển Pháp để chuẩn bị cho những trận đấu thuộc Nations League. Phát biểu với quyết định gọi Martial, Didier Deschamps đã nói: "Anthony đã từng có thời gian tốt đẹp trong màu áo đội tuyển Pháp, nhưng cậu ấy đã gặp một số khó khăn, đặc biệt là câu lạc bộ. Dù vậy, những gì cậu ấy làm gần đây với Manchester United là rất hiệu quả và đáng ghi nhận. Anthony vẫn đang trong quá trình phát triển, cậu ấy có tiềm năng đáng kinh ngạc, chỉ có điều cậu ấy chưa thể hiện được tính nhất quán." Được gọi trở lại đội tuyển Pháp, nhưng Martial sẽ phải cạnh tranh rất khốc liệt với Antoine Griezmann và Kylian Mbappe để có được tên trong đội xuất phát. Hàng tiền đạo của đội tuyển Pháp trong đợt tập trung gần đây luôn có những cái tên rất tiềm năng và hứa hẹn sẽ tỏa sáng. Đó là những cái tên như Ousmane Dembélé của câu lạc bộ Barcelona, Naby Fekir của Lyon, Olivier Giroud của Chelsea, Antoine Griezmann của Atletico Madrid, Kylian Mbappe của Paris Saint-Germain, Florian Thauvin của Marseille. Danny Welbeck dính chấn thương cực nặng, ngôi sao của Arsenal đã dính chấn thương nghiêm trọng trong trận gặp Sporting Lisbon và ngay lập tức phải rời sân. Danny Welbeck đã dính chấn thương trong một pha tiếp đất không an toàn trong hiệp 1 và các nhân viên y tế trên sân Emirates đã nhanh chóng có mặt để đưa anh rời sân với cáng và bình oxy. Những hình ảnh ghi lại cho thấy cổ chân phải của cựu sao Manchester United dường như đã gập ngược lại khi chạm đất. Đây quả thực là một cú sốc không chỉ dành cho Arsenal mà còn ảnh hưởng tới tâm lý của Welbeck, người từng mất rất nhiều thời gian với các vấn đề ở đầu gối trong quá khứ. Tiền đạo sinh năm 90 hiện không phải là nhân tố chính trên hàng công của The Gunners, nhưng anh vẫn là gương mặt có thể tin tưởng mỗi khi góp mặt trên sân. Welbeck cũng đã ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Sporting Lisbon ở trận lượt đi và luôn góp mặt ở tuyển Anh dưới thời Gareth Southgate. Các chuẩn đoán ban đầu cho thấy Welbeck bị vỡ mắt cá chân phải và sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn, thậm chí đến hết mùa giải năm nay. Chấn thương luôn là nỗi ám ảnh với Welbeck do anh đã mất hai mùa giải thi đấu không trọn vẹn tại Arsenal vì lý do tương tự. Conte kiện Chelsea. Sau khi bị sa thải đến nay, huấn luyện viên Antonio Conte vẫn chưa nhận được khoản tiền đền bù hợp đồng. Ông đã chính thức đâm đơn kiện The Blue. Chelsea sa thải Antonio Conte vào tháng 7 năm 2018, nhưng đến nay tiền đền bù hợp đồng ông vẫn chưa nhận được. Bên phía The Blue, họ viện lý do trong lúc làm việc tại Stamford Bridge chưa được ra người Italia đã vi phạm kỷ luật nên không được đền bù hợp đồng. Thậm chí, Chelsea còn kể ra rằng Conte rất hay đi trễ và đỗ xe không đúng nơi quy định. Chính việc lằng nhằng về hợp đồng này đã khiến Conte không thể đồng ý đến làm việc với Real Madrid trong khoảng thời gian được đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha mời gọi. Các luật sư của Conte cũng đã gấp rút tháo gỡ những khúc mắc nhưng không thành công. Conte muốn nhận được một số tiền lương và tiền đền bù tổng cộng lên tới 20 triệu bảng. Truyền thông Anh cho biết, ban đạo Chelsea đã nhiều lần gọi Conte đến để hòa giải và tìm kiếm giải pháp nhưng ông đã không đến. Mới đây, chiến lược gia người Italia đã đâm đơn kiện lên tòa án trọng tài thể thao để kiện The Blue và mong nhận được khoản tiền đền bù hợp đồng.
từ trước đến nay, mỗi khi sa thải huấn luyện viên, Chelsea luôn bỏ ra rất nhiều tiền để bồi thường cho họ, nhưng trường hợp của Antonio Conte lại vô cùng rắc rối. Bãi đạo liên tục làm khó và không muốn trả cho ông bất cứ đồng nào. Cầu thủ Chelsea tuyên bố sẽ đá bay Man City trên bảng xếp hạng. Hậu vệ Cesar Azpilicueta đã đưa ra nhận định về việc khi nào đội bóng của Anh sẽ đứng trên đỉnh Premier League. Chelsea hiện đang đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Chelsea hiện đang đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng mùa này với 27 điểm. Liverpool cũng sở hữu thành tích tương tự nhưng buộc phải đứng dưới vì sự chênh lệch chỉ số phụ. Huấn luyện viên Maurizio Sarri đã rất khiêm tốn về khả năng cạnh tranh danh hiệu ở mùa giải năm nay, nhưng cậu học trò Azpilicueta lại không nghĩ như vậy. Anh cho rằng nhiệm vụ lên đỉnh của Chelsea sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 12 theo giờ Việt Nam khi họ tiếp đón Man City trên sân nhà. Azpilicueta đã nói: "Điều đó nằm trong tầm tay của chúng tôi sẽ có cơ hội thực hiện ý tưởng này nếu không đánh rơi điểm số. Nhưng chúng tôi hiểu rằng để có cơ hội như vậy, các trận đấu kiểu như với Crystal Palace sẽ phải là một chiến thắng. Chelsea không được phép mắc sai lầm và cần phải cải thiện nhanh chóng. Vào ngày 9 tháng 12 này, chúng tôi sẽ có cơ hội đánh bại Man City và lên đỉnh của bảng xếp hạng. Mùa trước, hai đội có khoảng cách quá lớn, nhưng bây giờ mọi thứ đã khác biệt với chỉ 2 điểm giữa chúng tôi và họ. Đội bóng phía Tây London mùa này chơi không thực sự tốt ở những trận cầu đình. Họ đã có 2 trận hòa liên tiếp trước những đối thủ nằm trong nhóm Big Six và đó đều là những giây phút mà người hâm mộ Chelsea không quá hài lòng với những màn trình diễn của đội nhà, đặc biệt là trận đấu với Manchester United. Sanchez dính chấn thương, Lukaku trở lại chuẩn bị cho trận Man City gặp Manchester United. Tiền đạo Romelu Lukaku hồi phục chấn thương đã quay trở lại tập nhẹ để chuẩn bị cho trận derby thành Manchester vào hôm chủ nhật tới. Tuy nhiên, đi kèm với thông tin trên thì MU phải đón nhận tin không vui khi Alexis Sanchez phải dính chấn thương trong cuộc lội ngược dòng khó tin của Manchester United trước Juventus ở Champions League hồi giữa tuần. Mức độ chấn thương chưa được xác định nhưng có nguy cơ cầu thủ người Chile sẽ vắng mặt ở trận gặp Man City. Lukaku dính chấn thương gân khuèo cách đây một tuần và dù vắng tiền đạo chủ lực, Manchester United vẫn có 2 chiến thắng, đều lẫn cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Bournemouth và Juventus. Tiền đạo có trị giá 75 triệu bảng này mới ghi được 4 bàn thắng trong 14 lần ra sân ở mùa giải năm nay. Hiện theo báo chí Anh, sau chấn thương, Lukaku đã có thể trở lại tập nhẹ. Tuy nhiên, bản thân Mourinho cũng thừa nhận, sau trận thắng Juventus, ông không biết chắc liệu Lukaku có hồi phục kịp thời hay không. Huấn luyện viên Jose Mourinho sẽ theo dõi các buổi tập để xem xét khả năng tung tiền đạo người Bỉ vào sân ở trận Manchester United làm khách trên sân Etihad của Man City vào chủ nhật tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin thể thao của 138.com. Hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo. Hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ chúng tôi nhé.